chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ quay cận cảnh cưa cái cây bự này mọi người. Hiện tại giờ cây bự này nó ngã vô mọi người, ngã ngược vô trong, nó không ngã ra ngoài đây mà nó ngã ngược vô. Lý do mình đem cây này nó ra ngoài đây là rất là dễ cắt nha mọi người. Nếu mà cho nó ngã vô thì nó sẽ khó cắt, về sau mình cưa mấy cây trong nữa là khó cắt, cho nên mình sẽ nhờ một chiếc máy kẹp 03 để đẩy cây này ra bên đây nha mọi người. Ok, mọi người thấy cây nè, ở sau lưng mình nè, khá là bự ha, hai ôm của mình đó mọi người, mình ôm không giáp luôn á, khá là bự. Cây này hoành khoảng 400 mọi người. Ok mọi người đón xem nha. Ok, và đây là nhân vật chính nha mọi người, anh ta đang ôm cái máy Etin 660 nha, anh Tình Bình. Mình sẽ mở cái miệng cái cây này mà hả, tại vì mình mắc quay mình không hạ cho mọi người xem được, nên giờ để cho anh hạ. Ok, giờ máy kẹp đưa vô đó, chịu vô ha mọi người nha. Tính ra là phải trên 5 te bao bì mọi người. Ok, chút tới khúc rã mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Mình kêu 4-5 máy lại đây rã cho nó lẹ. 4-5 máy rất rã dù lắm mọi người. Đây là ông tên Lục. Tại cái lam này có 5 tấc rồi mọi người, cho nên mình phải đi hai mặt cây để đứng.
ơi, trời ơi, cái mưa mà cũng đùi luôn nè, mọi người thấy không? Nóng giờ máy vô vô rất là đông, rất là vui. Mà cũng đùi. Thành công trong cuộc sống và những điều tốt đẹp.